lúc nào đã T1, T2, flag, T1 tim thu hút thì T2 đây đi cua hay gì đó mà không có xác định nhu cầu. Nãy giờ các nhìn rồi phải không? Rồi cái này là gì? Chúng ta có thấy chút sáng chút trắng gì hết, nó còn có chút xíu à đó. Nhưng mà chúng ta có thể khẳng định nhìn nó tí màu trắng
lấy màu đen, đen màu bạc lạc, đen màu bạc lạc. Lần này là đen màu, còn lần này tôi nghĩ nó bạc lạc, mà không có gì để xác định hết, bởi vì tôi không có cái tuần trên. À, tôi nghĩ nó bạc lạc. Vậy thì vấn đề là gì? Một cái thương tổn nằm ở đâu trong như vậy? Trong ngoài được, mình có cảm giác cái này nó đi dọc 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 đi luôn này, nó chè cái vô mô não nè, nó không có cái vô mô não nằm trên giữa đây luôn, cương tổ này là ngoài được, nó nằm phía ngoài luôn, chè ép, ha, có tín hiệu tương tự tín hiệu gì não tủy trên T2, T1 và PLA thì là nang màng nhện, ha, một cái nang màng nhện thì thường chúng ta để ý nó chè ép nhưng mà nó chỉ là phù miếng, nó chưa bao giờ tôi thấy cái nang màng nhện nó phù trừ trường hợp sau khi mổ, mổ xong rồi mà cứng rồi. Ở bên đây chắc chắn là không có gì đó rồi.
đúng không? Chứ hôm nay mất cái gì đó rồi, tắt cái gì đó rồi, bây giờ tắt cái gì? Nhưng chúng ta nói là cái não mình nó hay lắm, nó đối xứng hai bên. Đây, hai cái động mạch cột sống đi vào động mạch thân nền, động mạch não sau bên phải, động mạch não sau bên trái. Ở đây cái động mạch cảnh đi lên, chia ra động mạch não trước và động mạch não giữa. Ở đây là chúng ta không thấy cái động mạch cảnh này, đúng không? Mất bên trái, rồi mất cái động ở đây là động mạch não giữa. Vậy thì cắt cái gì? Cắt động mạch cảnh râu bên trái và động mạch não giữa bên trái. Thì như tôi đã nói, động mạch cảnh râu nó sẽ nuôi cho động mạch não giữa và nó nuôi cho động mạch não trước. Thì cái thằng não trước này nè, nó vẫn còn bởi vì nó may mắn nó được một cái nhánh của cái động mạch thông trước nhỏ nhỏ đây nó nuôi qua, cho nên vẫn còn não trước. Nhưng không có nghĩa là nó nuôi được suốt đời. Trong thời gian cấp tính nó còn giúp nó cung cấp máu được. Nhưng cảnh là gần có não trước và não giữa, cho nên một ngày sau cũng bệnh nhân này phải... một ngày sau chuyện gì xảy ra? Nó nhồi máu não thì bây giờ đã chuyển sang hơi bán cấp thì mình thấy nó hơi mờ mờ ở đây rồi, nhưng mà thực ra một ngày sau nếu bệnh nhân vừa sau 6 giờ thì vẫn còn là nhận cấp, là sau 3 ngày mới là bán cấp. Nó bị luôn cái phần của động mạch não trước và nó bị luôn cái phần của động mạch não giữa, nó bị cả cái phần nông và cái phần sâu luôn, hai phần nông và phần sâu luôn. Thì ở đây là nhồi máu não của cái bán cầu trái, mình ở đây kể ra là tráng đến thái dương hay gì gì đó, vùng phân bố của động mạch não trước. Đây là não trước ha, phía trong và phía trước là não trước, phía này là động mạch não sau, phía này là động mạch não sau đó. Thì ở đây nhìn kỹ ra còn thấy não trước hay không, thì ở đây vẫn còn một xíu của não trước. Thật ra nó vẫn còn có nguyên nhưng mà nó nuôi từ bên này đưa qua không đủ để cung cấp thì nó bị nhồi máu luôn. Được chưa? Cái phần này được chưa? À, và cái phần nhồi máu não là cái xung huyết trên đây, gọi xung cấp tán rất quan trọng đó. Nhiều lúc trên phe chưa thấy gì hết, nhiều lúc trên phe thấy gì hết. Nhưng mà thật ra trên phe này thì nó là không thấy tổn thương, nhưng đã thấy phù não. Đúng không? Này là ta có rảnh có vỏ đàng hoàng, có rảnh có vỏ đàng hoàng, vỏ này nó phù trên lên. Ha, nó phù trên lên, nó không thấy rảnh, không thấy vỏ gì hết. Nếu mà không có cái này, có cái này các anh chị cũng ghi nhận là không có cái tổn thương gì đó nằm ở đây mà mình chưa xác định được nó là cái gì, nhưng rõ ràng nó phù hết mũi cái này cũng bên trái. À mai mốt tức là khoảng 2-3 ngày nữa chỗ này nó sẽ bị rõ, nhưng rõ ràng ở đây là cái mỗi não người ta bình thường là người ta phải như vậy chứ không phải là như vậy. Như vậy chắc chắn là có vấn đề. À bên đây chúng ta thấy như vậy chắc chắn là có vấn đề. Rồi một trường hợp khác, cái này đơn giản nè. Nhìn vô cái biết là cái gì, thấy tổn thương chưa? Thấy rồi. Tất cả đều là T1. Bên đây là T1 trước thuốc, bên đây là T1 sau thuốc. Trước thuốc sau thuốc nhìn rất là dễ. Đây những cái mạch máu nhỏ giống với mạch máu thuốc đây. Đây là những cái mạch máu nhỏ trong cái não thất thất thuốc nè. Đây là sau thuốc. Cái này là trước cuốn, cái này là sau cuốn. Sau cuốn cũng tổn nặng đau quá dài ở đây. Lỗ nhỏ 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 không có đều, ngờ ra cuốn ra cuốn. Rồi cái này là gì? Cuốn gì ta? Quá dài không có chuyện gì để nói hết. À, cái này nó rất là to, không thể nào không thấy được, rách mấy. Rách 1 là còn nằm trong ống, rách 2 là nhìn với lồi ra ngoài, rách 3 là còn tan, còn rách 4 là chạm. Ta xin lỗi, rách 3 là chạm vào chưa chèn, còn rách 4 là đã đè vào. Cái này 3 vô. Cái này nó đè vào rồi ha, bình thường nó đi thẳng vậy nè. Còn này là nó đang lõm xuống rồi nè, thấy không? Nó lõm xuống rồi ha, cái này là rách 4 rồi. Rồi. Cái này bên đây không nói nha, bên đây nói nha. Cái này là gì? Cái 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 gì?
xin lỗi nha. Thầy xin đi nha. Không có gì hết trơn, hồi xưa tôi mới vào tôi cầm cái viên GT lên nó có một chuyện quậy với một cái này ha. Chuyện bình thường. Mà cái này là quậy luôn. Cái này gì? Hả? Là quậy, là quậy, là quậy luôn. Đây là cái đường giữa ha. Rõ ràng nó méo nha. Chắc chắn có gì đây rồi. Đó, có gì đó đây nè. Đường giữa có sẹo rồi đâu. Chắc chắn có gì đây rồi. Mà cái gì? Đụng máu. Thì đâu? Đụng máu. Dưới mặt cứng. Đây là bán cấp. Bán cấp. Đồng ý không?
đúng không? Ngay giữa đúng không ạ? Rồi có chèn ép không? Có. Thoát vị đĩa đệm ở năm bốn hay là ba là bốn ở trung tâm chèn ép cái gì? Chèn ép cái gì? L ba bên trái bên phải? Bên phải. Bên phải. Lấy gì để nó bên phải, lấy gì nó bên trái? Chúng thấy hai cục này nó tròn đời rồi, bên phải rồi bên trái nó bị tròn đời không đó, tròn đời luôn đó. Do vấn đề của bệnh nhân này là gì? Vấn đề của bệnh nhân này là đường đang ngang qua đây nó hơi hẹp, thứ hai cục này quá to, cục này nó quá to, cục này quá to, thì gần như là mình muốn đọc trung tâm cũng được và mình đọc trung tâm và cạnh trung tâm hai bên cũng được nữa, tại vì nó quá to. Vậy thì vấn đề là chèn cái rễ nào? L3, L4 thì cái rễ nào đi ra khỏi lỗ chân lông? Đây là tầng L3, L4. Thì dây L3 đi ra lỗ chân lông nó nằm ở đây nè. Đó, thấy cái lỗ chân lông không? Đây, lỗ chân lông L3, L4 cái gì L3 nằm trên đây nè. Bây giờ thấy cái này nè không? Vậy thì nó có chèn L3 không? Không, cái dây L3 đi ra rồi. Được chưa? Đây là tầng L3, L4, cái dây L3, cái lỗ liên hợp của nó là nó tròn từ trên đây xuống tới dưới đây thì cái dây L3 đi ra rồi. Vậy thì nó có chèn, thì nó chèn dây L4 hai bên. Tới đây được chưa? Tầng L3, L4, rễ L3 đi ra khỏi lỗ liên hợp. Và cái lỗ liên hợp thì nó bắt từ phía trên phía dưới thì cái đĩa để nó nằm ở dưới lỗ liên hợp. Thank you.
cục này mà nó chạy tọt lên trên đây nữa không xong thì mình đọc là chạy ngôi là 4, còn nó nằm nguyên vị trí tại chỗ thôi và nó lại bên phải, nó chưa có nửa đầu, nó chưa được nửa đầu và nó nằm bên phải thì nó chèn cộng đây là 5 bên phải, còn cái lỗ liên hợp là 4 ở phía trên này nó đi ra mất tiêu rồi, cộng là 4 đi ra mất tiêu rồi, đây là chèn cộng đây là 5 bên phải ha. Rồi cuộc sống rắc rối ha. Nhìn vô cái quyết định dưới này chỉ có một bằng 2 thôi, cái này bằng cái kia có đầy đủ các cái gọi là dữ liệu, không thiếu một cái gì. Cái ống này to quá thì to, mình nghĩ cái ống người ta có chút xíu mà à. Thứ hai là cái dạng tròn mà góc nhỏ. Thứ ba không bao giờ vượt lên trên đây hết trơn, nó nặng quá rất là bịch xuống à. Thứ tư có dạng nang, u màng não không có dạng nang, u màng não nó có một cái nang phía bên là bởi vì nó quá to, nó chèn ép thì não tủy không lưu thông thành lập nang hậu quả đó, chứ u màng não không có nang ha. Đây một cái swanoma dây tám vừa mô đặc vừa dạng nang, có đầy đủ tất cả các dữ liệu của một cái cung di lạc, được chưa? Tiếp tục T1 T2 Rayamiko T2 Diffusion Flare đây một có tiêu thú, tất cả các trùng có thể có mặt trừ cái mạch máu là cũng gần thôi. Thương tổn ở đâu? Nằm ở đâu? Nó nằm ở cái cọng nhỏ nhỏ này nè, thấy cái cọng nhỏ nhỏ xíu nè. Nè, ồ đây mình thấy gì vậy? Có một cái cọng nhỏ nhỏ đi đây nè, đi từ thân thẳng đi đây, đi chối đó. Nằm ở có sao dễ nhất trở lại, nằm ở có sao ha, nó nằm ngay chỗ cái vị trí mà đi từ đây qua tới đây, ở tiểu não và đầu não nó sẽ nối với nhau ở những cái gọi là cuốn tiểu não, thì có ba cái cuốn tiểu não là trên giữa tiểu, cái mà to nhất, cái mà đi từ đây thẳng qua đây luôn nè, cái này nè, rồi cuốn tiểu não giữa là cái to nhất, cuốn tiểu não trên rất hiếm khi thấy, đây là cuốn tiểu não dưới. Sau đó nó dần to ra là cái này. Trên cái mỏ thường thương tổn là cái dạng tín hiệu, đây nó là tín hiệu ghi nhớ là có gì gì đặc biệt. Trên T2 lỗ nhỏ vừa trắng vừa đen và có một cái viền màu đen, và có một cái viền màu đen đây. Rồi trên T2 ra đây cô tiên sĩ, tiên sĩ trên flare, flare vừa trắng vừa đen và cái này có thể gọi là bắt thuốc một chút xíu, tại vì nó đã ăn sẵn trong đó rồi, có bắt thuốc một chút xíu trong đó rồi. Cái gì thu thấy gì thu gì cái này người ta gọi là thu tổn dạng mất ren là gì? Nó không phải là ô, nó là một cái dị dạng mạch máu não, nhưng cái tên của nó lại là tên u. Bản chất của nó là dị dạng mạch máu não nhưng mà tên của nó lại là tên u, u mạch dạng ngang. Nó gọi là u mạch dạng ngang, tên của nó là u là bởi vì nó có chữ u ma, chỗ u ma cái sao đó là dùng Việt Nam thì là u, mà nó không phải u, nó là dị dạng. Tiếp theo quá dễ, cái gì hả, đi trong sọ này vô vậy
nhìn vô là thấy nó nát, nhìn vô là thấy nó luôn luôn vàng. Thầy thì không chỉ tất cả cứ đẹp quá nha. Một cái thương tổn không có sao, mà tăng tính thể dục trên cái chương trình như tôi nói nha. Ở trên tầng trên là tăng tính thể dục chương trình mà gần nó tất là đi phô ma, còn ở đây mình nhìn thấy tăng tính thể trên chính là nó. Cái medulloblastoma mà tôi nói là 10% so với lại nhóm não. Nhóm não nó tăng cái điểm trên là 90%, còn 10% còn lại là cái loại u. Đó, là cái này là một trong những loại u mà tăng cái điểm trên. Thì cái này là ở cho em medulloblastoma. Thì cái điểm em chỉ biết thôi. Rồi, này cái này nè. Cái gì đây? T1, T2, flare, diffusion. Thầy thấy rõ ha, đừng giữ là nguyên một cái cục. Bự thì bự, phù thì gần như là không có nhiều. Tại vì cái hiểu nó to quá, hiểu cái chỗ nó cũng ở đây. Và nó như tất cả những thương tổn chúng ta đã từng gặp. Trên T1 thì giảm tín hiệu, trên T2 thì một flare thì tăng tín hiệu, trên diffusion thì nó giảm bớt, thì nó lại gì? Thu gọn. Nó nói là trên diffusion mà tăng tín hiệu thì một là u hay là nhỏ não, đúng không? U hay là nhỏ não, mà này chắc nó nhỏ não rồi. Mà không thấy một phương bố gì chưa? Chứ có một phương bố cũng như đậu thôi. Một trong những cái đặc điểm giúp nhận biết là trên chiếc kim tinh mặc dù nó trắng nhưng mà tại sao nó có cái viền đen đen ở đây, cái viền đen đen này. Cái thứ hai nữa là cái cảm giác gì trong đầu óc nó cũng rớt rớt ở trong đó, cái viền nó rớt vào trong đây chút xíu này, ra cái này chút xíu này. Cho nên những trường hợp mà nhồi máu não cấp tính mà thường hay gặp
là người ta nghĩ là nhỏ não sao hay gì đó, mà người ta chưa chụp CT mà vô chụp MRI, cái khổ nhất là sao phân biệt được là không có xuất huyết trong đó. Những cái ổ nhỏ nhỏ nó có thể nhẹ là xuất huyết. Cái xin lỗi, những cái ổ xuất huyết nhỏ có thể nhẹ là đường máu. Thì khi đó cái tinh lý nhất là những cái estrogen nó sẽ có một cái viền rất là mỏng màu đen để nghĩ nó là xuất huyết. Viền dày